áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào các em. Chào mừng các em đến với bộ môn vật lý lớp 10. Trong chuỗi video này, chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết các bài tập ở trong sách giáo khoa. Bộ sách Chân trời sáng tạo. Bài học ngày hôm nay của chúng ta là Chương 4, 3 định luật Newton, một số lực trong thực tiễn. Bài 12, chuyển động của vật trong chất lưu. Hãy cùng đến với câu hỏi mở đầu. Trong thực tế, mọi vật rơi luôn chịu lực cản của không khí. Với vật nặng kích thước nhỏ, ví dụ như viên bi thép, lực cản này có độ lớn không đáng kể và có thể bỏ qua. Nhưng với các vật kích thước lớn, ví dụ như dù lượn, lực cản của không khí có độ lớn đáng kể. Khi này, chuyển động của vật rơi có những tính chất gì? Ta có thể trả lời câu hỏi như sau. Với những vật có kích thước lớn, lực cản của không khí có độ lớn đáng kể. Khi này, chuyển động của vật rơi không phải là sự rơi tự do nữa, chuyển động rơi sẽ chậm dần. Hãy cùng sang phần 1 nhỏ, chuyển động rơi của vật. Câu hỏi 1. Dựa vào đồ thị hình 12.2, phân tích tính chất chuyển động của vật trong những khoảng thời gian từ 0 đến T1, từ T1 đến T2 và từ thời điểm T2 trở đi. Dựa vào đồ thị, ta thấy rằng giai đoạn 1 từ 0 đến T1, đồ thị là một đoạn rất nhỏ, có dạng gần giống như đường thẳng, chứng tỏ vận tốc của vật tăng đều theo thời gian. Có thể kết luận vật rơi nhanh dần đều từ lúc bắt đầu rơi trong một thời gian rất ngắn. Giai đoạn 2, từ T1 đến T2, đồ thị là một đoạn đường cong đi lên, chứng tỏ vận tốc có tăng nhưng không đều. Có thể kết luận vật rơi nhanh dần không đều trong một khoảng thời gian tiếp theo. Lúc này, lực cản bắt đầu có độ lớn đáng kể và tăng dần. Giai đoạn thứ 3, từ T2 trở đi, đồ thị có dạng gần như một đường thẳng nằm ngang, song song với trục thời gian, chứng tỏ tốc độ chuyển động không đổi. Có thể kết luận vật rơi trong giai đoạn này như là một chuyển động đều với tốc độ giới hạn không đổi. Khi đó, lực tác dụng lên vật rơi bị triệt tiêu. Hãy cùng sang câu hỏi thứ 2. Quan sát hình 12.1, vẽ vector lực cản của dầu tác dụng lên viên bi và mô tả chuyển động của viên bi khi được thả không vận tốc vào dầu. Ta có thể vẽ vector lực cản như hình vẽ. Vector lực cản ban đầu có phương thẳng đứng chiều từ trên xuống. Khi bắt đầu được thả vào dầu, trọng lượng của viên bi lớn hơn nhiều so với lực đẩy Archimedes nên viên bi chuyển động nhanh dần đều trong khoảng thời gian rất ngắn. Khi càng xuống sâu, lực đẩy Archimedes càng tăng dần, chuyển động của vật nhanh dần nhưng không đều trong một khoảng thời gian tiếp theo. Khi xuống sâu hơn nữa, khi này trọng lực và lực đẩy Archimedes gần như cân bằng nhau. Khi đó, lực cản gần như bằng không, vật sẽ chuyển động thẳng đều xuống dưới theo quán tính và sẽ chạm đáy sau một khoảng thời gian. Bây giờ, cùng sang câu hỏi luyện tập. Quan sát hình 12.3, mô tả chuyển động của vận động viên nhảy dù từ khi bắt đầu nhảy khỏi máy bay đến khi chạm đất. Phân tích lực tác dụng lên dù trong từng giai đoạn chuyển động. Ta có thể thấy rằng, khi chưa bung dù, trọng lượng của hệ bao gồm người và dù lớn hơn lực cản của không khí, nên người chuyển động thẳng nhanh dần xuống dưới. Chuyển động ổn định khi chưa bung dù, lực cản không khí tác dụng lên hệ người và dù và trọng lượng của hệ người và dù gần như cân bằng nên chuyển động của người được coi là chuyển động thẳng đều. Khi vừa bung dù, lực cản không khí tác dụng lên dù lớn hơn trọng lượng của hệ nên khi vừa bung dù, hệ người và dù bị giật lên trên tức thời. Khi chuyển động ổn định đã bung dù, hệ người và dù chuyển động thẳng đều từ từ chạm đất vì khi đó lực cản và trọng lực cân bằng nhau. Hãy cùng sang câu hỏi vận dụng trang 75. Tìm hiểu một số biện pháp thực tiễn giúp giảm lực cản của nước lên cơ thể khi chúng ta bơi. Có một số biện pháp như sau. Khi bơi, điều chỉnh cơ thể nằm ngang so với mặt nước. Sử dụng các loại mũ bơi, quần áo bơi chuyên dụng. Khi sải tay bơi thì nên nghiêng người một chút. Hãy cùng sang phần 2 nhỏ, sự phụ thuộc của lực cản không khí vào hình dạng vật. Câu hỏi 3. Thực hiện thí nghiệm thả rơi hai tờ giấy giống nhau như hình 12.4, trong đó một tờ giấy được vo tròn và một tờ giấy được để phẳng. So sánh chuyển động của hai tờ giấy này và dự đoán nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau đó. Ta có thể trả lời câu hỏi như sau. Chuyển động của tờ giấy vo tròn nhanh hơn tờ giấy để phẳng, tức là tờ giấy vo tròn sẽ rơi thẳng đứng và chạm đất trước tờ giấy còn lại.
Tờ giấy để phẳng sẽ không rơi thẳng đứng xuống dưới mà liệng qua liệng lại rồi mới chạm đất được. Nguyên nhân là do tờ giấy vo tròn có diện tích tiếp xúc với không khí nhỏ hơn rất nhiều so với tờ giấy để phẳng, dẫn đến lực cản không khí tác dụng lên nó nhỏ hơn. Câu hỏi luyện tập. Quan sát hình 12.6 kết hợp với kết quả nghiên cứu của dự án để chỉ ra khi vật có hình dạng nào thì lực cản không khí lên vật là lớn nhất và nhỏ nhất. Thông qua hình 12.6, ta có thể thấy rằng dựa vào hình vẽ và số liệu hệ số lực cản, ta có thể thấy lực cản không khí lên vật thứ hai, vật có hình tam giác là lớn nhất, hệ số 1,14. Lực cản không khí lên vật thứ ba, vật có hình thuôn dài, nhọn ở đầu là nhỏ nhất, hệ số là 0,045. Hãy cùng đến với câu hỏi vận dụng. Ngoài các ví dụ được đề cập, hãy tìm thêm và trình bày ứng dụng của sự tăng hay giảm sức cản không khí theo hình dạng vật trong đời sống. Gợi ý, có thể tham khảo các hiện tượng trong hình 12.7. Thông qua tìm hiểu thì ta thấy rằng sự tăng giảm sức cản không khí sẽ ảnh hưởng đến tốc độ chuyển động của vật. Khi sức cản không khí tăng lên, tốc độ chuyển động của vật sẽ chậm lại. Khi sức cản không khí giảm đi, tốc độ chuyển động của vật sẽ nhanh lên. Hình A, B, C, các vật và người có hình dạng thon dài ở đầu, lực cản không khí tác dụng lên vật giảm, giúp vật có tốc độ chuyển động lớn hơn. Hình D, E thì chim ưng giang cánh hay diều đang bay sẽ chịu lực cản lớn hơn, giúp cho chim chuyển động chậm dần và dừng lại, diều bay lượn được trên không mà không bị rơi xuống. Hãy cùng sang phần 3 nhỏ bài tập. Bài 1. Xét một vật rơi trong không khí có đồ thị tốc độ rơi theo thời gian được biểu diễn trong hình 12.2. A nhỏ, vẽ hình và biểu diễn các lực tác dụng lên vật tại thời điểm T1, T2. B, xác định độ lớn hợp lực tác dụng lên vật tại thời điểm T2. Ta có thể trả lời câu hỏi này như sau. A nhỏ, hình vẽ biểu diễn các lực tác dụng lên vật. B, tại thời điểm T2, độ lớn hợp lực tác dụng lên vật gần như bằng 0. Vì lực cản và trọng lực của vật có độ lớn gần như bằng nhau, vật chuyển động đều. Bài số 2. Hãy vẽ lực cản của không khí hoặc nước tác dụng lên các vật trong trường hợp được mô tả trong hình 12P.1. Ta có thể vẽ lực cản của không khí hoặc nước tác dụng lên vật như sau. Hãy cùng sang bài số 3. Một con cá hề hình 12P.2 đang bơi trong nước, chịu tác dụng của lực cản F bằng 0,65V. Với V là tốc độ tức thời tính theo đơn vị mét trên giây. Hãy tính lực tối thiểu để con cá đạt được tốc độ 6 mét trên giây, giả sử con cá bơi theo phương ngang. Ta có thể trả lời câu hỏi như sau. Lực cản tác dụng lên con cá khi nó bơi với tốc độ 6 mét trên giây, F bằng 0,65 x 6 và bằng 3,9 N. Vậy lực tối thiểu để con cá đạt được tốc độ trên phải ít nhất bằng lực cản tác dụng lên con cá, tức là lực tối thiểu phải có độ lớn là 3,9 N. Và chúng ta đã vừa hoàn thành xong các câu hỏi của bài học ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.